ra đời với sứ mệnh mang tới những dịch vụ thẩm mỹ áp dụng công nghệ cao, kết hợp với nền tảng là các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên được nghiên cứu chuyên sâu và bài bản từ hệ thống Just Skin Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn được giới thiệu, thương hiệu thẩm mỹ Evada đã tạo được chỗ đứng vững chãi, có vị thế riêng trên thị trường và trở thành địa chỉ làm đẹp được rất đông chị em phụ nữ thủ đô yêu thích. Thẩm mỹ Evada đã và đang hội tụ đầy đủ các công nghệ làm đẹp đỉnh cao trên thế giới. Trong số đó, có một số công nghệ được khách hàng đặc biệt yêu thích và trở thành những dịch vụ mũi nhọn, tạo nên uy tín cho thương hiệu Evada. Phải kể đến như công nghệ trị mụn tận gốc bằng ánh sáng BioZ Light, công nghệ trị lông vĩnh viễn Multi Clear Laser, công nghệ tắm trắng an toàn Super White 3D và rất nhiều dịch vụ chăm sóc da chuyên nghiệp khác. Ngoài không gian thẩm mỹ sang trọng, hiện đại, mang lại cảm giác thư thái tuyệt đối cho khách hàng, Evada còn là nơi hội tụ nhiều bác sĩ, chuyên viên thẩm mỹ được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm làm việc và thấu hiểu nhu cầu làm đẹp của khách hàng. Trải nghiệm dịch vụ thẩm mỹ tại Evada chính là cách lý tưởng để bạn trút bỏ những mệt mỏi, lo toan, đánh thức những vẻ đẹp tiềm ẩn của bản thân và lấy lại sự tự tin về làn da, vóc dáng để ngày càng trẻ đẹp và thành công hơn. Khi được bạn mình giới thiệu đến triển lông vĩnh viễn tại thẩm mỹ Evada thì thực sự lúc đầu mình cũng hơi e ngại, nhưng mà đến sau khi kết thúc liệu trình thì thực sự mình cảm thấy rất là hài lòng. Không chỉ hết sạch lông mà da của mình còn rất là sáng mịn hơn. Thái độ của nhân viên ở thẩm mỹ Evada cũng rất là thân thiện và gần gũi. Và chắc chắn là mình sẽ trở thành một cái khách hàng thường xuyên và thân thiết của thẩm mỹ Evada. Với những công hiến và nỗ lực hết mình cho sự phát triển của ngành thẩm mỹ Việt Nam, ngày 16 tháng 4 vừa qua, thẩm mỹ Evada đã vinh dự trở thành đại diện của Just Skin Việt Nam nhận giải thưởng sản phẩm tin cậy, dịch vụ hoàn hảo, nhãn hiệu ưu dùng năm 2016 do tạp chí Sở hữu trí tuệ và sáng tạo, cơ quan ngôn luận của Trung ương Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam trao tặng. Đây cũng là minh chứng rõ nét thể hiện uy tín hàng đầu của thẩm mỹ Evada trong lòng khách hàng trong suốt thời gian qua. Thẩm mỹ công nghệ cao Evada trao vẻ đẹp, nhận niềm tin.